Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong một cái câu chuyện mới rất hay của tác giả Hoàng Hiệp ở khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Đó là câu chuyện Trả Nghiệp Đông Tận Trời Tây. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm 2021 trôi đi quá nhanh, khiến gia đình chúng tôi không thể ngờ được mình đã vượt qua nhiều biến cố tai ương đến như vậy. Thảo Quyên, em gái của gia đình chúng tôi, đã mất được gần nửa năm, trong biết bao sự tiếc nuối của người thân và các y bác sĩ. Kéo theo đó là một sự ra đi được báo trước của mẹ và tình trạng sức khỏe yếu ớt của bố tôi. Hôm lâu bố tôi gọi điện cho tôi: "Đang có chủng mới thế này, mày có về được không?" "Thực ra thì về vẫn được bố ạ, thế nhưng mà con làm ăn bên này cũng đang khó khăn. Con xin thú thực với bố như vậy, sức khỏe của bố sao rồi? Bố nhớ dùng xả sông nhiều nhé." "Yên tâm đi, ta đốt cả bộ kết tẩy uế rồi, khỏe lắm." Tôi biết bố chỉ luôn nói dối. Qua màn hình điện thoại nghe cách bố cố thở để nói, tôi biết bố đã yếu đi rất nhiều vì Covid. Người ta gọi những triệu chứng khò khè của bố tôi là hậu Covid, thật đáng sợ. Còn virus ma quỷ này đã cướp lấy mạng sống của cả em lẫn em gái tôi. Còn bố tôi thì phải chịu đựng những sự dày vò mệt mỏi khi đã gần 80 tuổi. Tôi rất thương bố, cuộc đời bố đã quá vất vả mưu sinh khi ở thành phố để có thể che chở cho mẹ con tôi. Khi Thục Quyên chưa ra đời, tôi sống cùng với bác hai là vợ trước của bố. Bác coi tôi như là con đẻ, chăm bẵm chiều chuộng, trong khi mẹ tôi luôn tìm cách tách tôi ra khỏi vòng tay của bác. Tôi từng hận mẹ vì sự nhỏ nhen ấy, không nghĩ đến một ngày tôi vĩnh viễn không còn mẹ, chẳng kịp gặp mẹ lần cuối. Để tránh những nỗi buồn, tôi thường lấy luôn công việc làm vườn thuê làm nguồn giải khuây, vui cùng lũ sóc và chim muông xứ người để tạm quên đi nỗi đau trong lòng. Có những lúc mà sóc chuyển cành, tôi ngỡ đó là mẹ và em gái của mình. Cảm giác họ rất gần tôi, lúc nào cũng thường trực như là những chuyện vong hồn mà tôi được nghe lúc nhỏ. Bạn bè thấy tôi thư thần thì lo tôi suy sụp, thường rủ tôi đi dã ngoại đi ba, nhưng tôi không muốn tốn tiền ăn chơi nữa. Tôi chỉ muốn trở về Việt Nam thật sớm để gặp lại bố và thắp cho mẹ cùng em gái tôi những nén hương muộn. Riêng Thơm thì hiểu tôi hơn cả. Thơm biết không có gì có thể chữa lành cho tôi vào thời khắc như này, ngoại trừ thế giới tâm linh huyền bí. Thơm mách tôi biết một bà thầy có tiếng trong bang, người gốc Sơn Tây nhưng đã theo bố mẹ qua định cư ở đây từ nhỏ, cho nên giọng của bà ấy có phần lơ lứ. Thơm dặn tôi cũng đừng kể cả tới chuyện tóc tai ăn vận của bà ấy, hãy thành tâm đến lắng nghe, đừng cái gì thì xin nhận cái đó, không thì cũng chẳng mất gì cả. Tôi chần chừ nửa muốn đi tới nhà bà thầy, nửa lại không. Những hành động này không được công khai tại đây. Tôi cũng hơi e sợ, liệu không biết người ta có lừa đảo mình không. Thơm bảo chuyện này sẽ được làm bí mật, vì nhìn từ bên ngoài căn hộ của bà thầy chỉ giống như là một căn hộ người Việt bình thường. Khách đi vào cũng sẽ thấy đó giống như là một không gian Việt Nam, với một mùi hương nhang và lối sắp xếp nhà cửa theo kiểu ba gian, có vườn tược và thay bằng ao như là làng quê Bắc Bộ, thì có hồ sen nuôi cá kiểng. Tôi liền tặng lưỡi đi theo Thơm, thiết nghĩ tôi cũng đã sống trong dằn vặt suốt nửa năm trời, chẳng lẽ tôi cứ như vậy tồn tại mãi sao? Bên ngoài thì đúng như miêu tả của Thơm, bên trong căn hộ của bà thầy ghê gớm hơn mọi điều tôi tưởng. Những chạm trổ kỳ quái toàn hình rắn rết, chứ không phải là rồng phượng. Cả những thứ chén tách hoa cúng đè lên vạt sớ dài toàn chữ nho. Bà thầy ngồi sau một tấm rèm như hoàng thái hậu nhiếp chính, miệng khá rộng, tô son đỏ thẫm, mắt kẻ viền đen đậm như là diễn viên cải lương. Con ngươi nhỏ lòng tròng giữa cái bầu mắt lồi đa phần là lòng trắng. Tôi nhớ mẹ hay bảo đàn bà như vậy là dữ tướng, giống như bác hai của tôi vậy. Từ nhỏ bác hai rất tốt với tôi và Thục Quyên, nên tôi nghĩ mẹ đã sai, và giờ dù cũng hơi sờn sợn sợ con mắt kia, tôi cũng không lấy đó làm đáng lo ngại. Tôi cũng không mảy may nghĩ đến chuyện Thơm nói dối để mà mời được tôi ghé qua chỗ u linh này. Tôi ngồi bắt chước theo Thơm, quỳ xuống và chào thỉnh bà thầy: "Dạ, chúng con ở phố Spring đến đây để thỉnh thầy." "Check tin chưa con?"
Bà thầy nói bằng kiểu gần gũi. Thơm ngơ ngác hỏi lại: dạ tin gì ạ? Trong Zalo nọ có gửi đấy, lỡ mất rồi hả, mở ra xem có được không? Thơm nghe thế vậy thì vội lắp bắp hốt hoảng, rút trong túi xách chiếc iPhone rồi lướt lướt tìm. Thầy nói con mới nhớ, hôm nọ thầy gửi cho con bảng thông tin để điền mấy thứ, con lại để con xem lại thử. Thơm lục lọi một hồi không thấy tin nhắn đâu, mặt nghệt ra. Thầy ơi, thầy gửi lại giúp con với. Bà thầy nói bằng một giọng đành hanh: các cậu bây giờ thật lạ, đi đến chỗ có thờ có thiêng mà cứ như đi đùa. Phải các cô các cậu nghĩ đến tới xứ này thì các thánh nhà mình không thiêng nữa sao? Đoạn bà ta lắc chiếc vòng tay đeo ngọc nạm vàng tạo ra tiếng lách cách. Tôi nói cho các người biết, đã là con dân ở đâu thì dù có đi đâu chăng nữa, vẫn là gốc gác ấy, máu mủ ấy, vẫn là người trong cái nhà ấy. Cha mẹ gieo giống gì con cái gặt quả đó. Những người đến đây thì để cầu tiền tài phi pháp, không bao giờ tôi chấp nhận. Cho nên những kẻ đến đây để cậy nhờ, có những kẻ đưa tôi nguyên một căn villa bãi biển để mong tôi làm bùa hại đối thủ kinh doanh, tôi đâu có ngu. Tôi có mấy cái nhà để chơi mùa Covid này ở Vũng Tàu, Nha Trang, Hội An, các cô các cậu nghĩ tôi cần sao? Bà này nói tiếng Việt lơ lớ nhưng rất lưu loát, thậm chí khiến tôi ngỡ ngàng vì lối nói, cách dùng từ lẫn thần thái đặc sệt kiểu đàn bà Bắc Kỳ ngày trước. Tôi đoán rằng bà ấy có xuất thân gốc gác không phải là bình thường. Căn nhà này có treo cả thư pháp, nhưng kệ sách của bà ấy luôn có kinh thánh. Những hũ gì đó bưng bịt vải kín, nhìn như là hũ rượu, đều viết chữ không phận sự, cấm đụng vô. Trong khi tôi còn đang ngơ ngác trước tất cả thì Thơm đã vội suýt xoa cúi rạp người xuống và khấn bà ấy như lạy trước các mẫu. Con lạy thầy, con nào có dám, chúng mày trẻ người non dạ chưa hiểu hết nghĩa lý ở đây. Mà lúc còn ở Việt Nam cũng chưa được ai dạy bảo về sự thành tâm, kính mong thầy giúp chúng con. Tôi nhìn anh chị là thấy năng lượng xấu rồi, anh chị thấy cái gương kia không? Ngay từ lúc anh chị bước vào nó xám hẳn lại. Tôi quay đầu ra nhìn giật thót mình vì từ góc nhìn của tôi, chiếc gương phản chiếu lại là một lá bùa vẽ chằng chịt như là cái chân rết được dán ở trên tường. Bà thầy e hèm một tiếng rồi giật mình. Thôi được rồi, không có chuyện thì chẳng cần đến tìm tôi. Đây, anh chị ghi vào giấy này thông tin để tôi soi xem như thế nào. Hóa ra bức màn chắn kia không chỉ giúp bà thầy thêm phần trang kính mà còn có tác dụng chống lại bọt bắn. Chúng tôi phải luồn tay qua phía dưới để mà nhận giấy bút. Bà thầy gửi thêm cho chúng tôi lọ sát khuẩn tay, có vẻ bà ấy rất chuyên nghiệp trong công việc này. Chúng tôi bắt đầu đọc. Hóa ra thì tờ giấy cũng không hỏi gì kỹ lắm, chỉ có mấy tháng năm sinh và một số thông tin về nơi ở của mình tại Việt Nam. Trong lúc mà bà thầy đang soi, hai đứa chúng tôi im thin thít, không gian tĩnh mịch, không một tiếng thở mạnh. Cứ như vậy mỗi lúc bà thầy liền trở tay, tiếng vòng kiềng lách cách lại làm cho tôi muốn rụng rời. Không thể hiểu từ trong người của tôi có một thứ gì đó nhão ra, cứ nhốn thủn từ bên trong, giống như là bị ai rút hết sinh lực vậy. Nếu vẫn đốt trước mặt của chúng tôi đã chảy mụn ra được khoảng 1 giờ đồng hồ. Tôi liền quay sang nhìn Thơm thì thấy bạn của mình cũng đang đầm đìa mồ hôi mà mắt vẫn cứ nhắm tịt lại, không dám hò hè nhắc lời. Bà thầy không quan tâm chúng tôi, người nhắm mắt kẻ mở mắt, mà vẫn chăm chú thi thoảng cũng nhắm mắt đếm đếm bằng các đốt ngón tay như là thầy bói bên Việt Nam. Chọn một tiếng đồng hồ thì bà ấy mới khoát tay mạnh một tiếng, vòng kiềng lạch cạch va vào nhau rất to, rồi dùng tiếng chuông đánh vọng khắp phòng, như là tín hiệu báo dấu cho chúng tôi hãy thức dậy. Chuyện là như thế này, trước khi mà xoay qua một vài điều về anh chị tôi có xin hỏi một chút. Thơm liền tiếp lời, dạ chúng con xin nghe. Chẳng là anh chị đã từng lập gia đình chưa? Dạ chưa ạ. Thế thì trong nhà của anh chị có bố mẹ hay từng qua một lần lập gia đình không? Dạ có. Tôi thấy hơi khó chịu về chuyện này cho nên liền nháy Thơm. Bỗng nhiên Thơm cứ lừa mắt huých huých ý bảo tôi khai ra. Bà thầy nhìn thấy thái độ đó thì liền tỏ vẻ khó chịu. Các ngài đang ở đây đấy, mấy người thích dối gian nữa hay không? Nghe cậu nói xong thì tứ chi của tôi lạnh không thể tả nổi.
cảm giác chỉ muốn ngâm ngay người vào trong bồn tắm nóng. Tôi như mất sạch lý trí, lắp bắp giống hệt như Thơm lúc nãy. Dạ con thưa thầy, anh cứ bình tĩnh, anh lạnh người không, cầm lấy cái này. Bà thầy đưa cho tôi một cái quả cầu màu đỏ, bên trong trang trí như là có khói bay. Ban đầu tôi chẳng thấy có một cảm giác gì cả, sau thấy người ấm hơn, giống như là được ai đó cho uống một cốc trà quế nóng vậy. Bắt đầu tôi cảm nhận được hương quế bay bay trong phòng, thay vì mùi hương khăm khẩm ban nãy. Đèn dấu ở bên trong những quả đầu lâu sáng lên. Trước mặt của tôi giống như là những đôi mắt sáng đỏ nhìn thẳng vào mắt của mình. Tôi bắt đầu cảm thấy cảm giác nhũn nhũn người lúc trước không còn. Thấy mình như được xoa dịu mọi nỗi lo âu và sẵn sàng trả lời được câu hỏi của bà thầy. Nhà anh, bố hay mẹ ruột từng lập gia đình nhiều một lần. Dạ bố con thưa thầy. Anh là con vợ thứ sao? Dạ. Vợ cả của bố anh có con không? Dạ không ạ, vì vậy cho nên là tìm vợ hai cho bố con ạ. Thế thì tôi hiểu vấn đề của anh rồi. Thế nhưng chưa có thời gian nhiều, tôi chẳng thể soi được kỹ hơn. Đại khái rằng nhà anh bùa đang đánh nhau loạn xạ lên, hoặc không có thì người trong nhà đó ân oán chưa có giải quyết xong, vẫn còn đang đeo bám, chưa thể dứt được. Tôi nghe mà cũng rợn rợn, nhưng mà rồi thoáng chốc tôi đã tỉnh lại. Dường như những điều đó không đúng với gia cảnh của tôi cho lắm. Rõ ràng trong nhà của tôi bây giờ chỉ còn có bố tôi, người đàn ông ốm yếu sống cùng con mèo, mà bà ấy lại bảo mâu thuẫn chẳng chịt. Nhưng thấy Thơm rất tín chuyện đó, tôi không dám nói gì cả, coi như là coi bói một lần ở hải ngoại cho có trải nghiệm. Sau này nhớ về Việt Nam thì lại chẳng có cơ hội như vậy. Thơm nhắn tin cho tôi, tôi lờ tin nhắn đi, cô ấy phải gọi điện thoại. Này, thầy khuyên chúng mình phải lập đàn hóa giải ân oán. Cả tôi và ông đều bị vướng vào những ân oán không phải do mình gây ra. Thơm này, nói đừng có buồn, tôi nghe vậy biết vậy thôi chứ tôi không có tin lắm đâu. Sao lại không có tin? Thế có đúng chuyện của nhà ông không? Không, nhà tôi có bao giờ dùng bùa đâu. Cũng còn có ai trong nhà đâu mà ân với trả oán tào lao quá. Ôi đừng nghĩ vậy, những người âm còn trong nhà thì sao? Thôi đi, bà tín quá rồi đấy, coi chừng là bị lợi dụng đấy. Bố tôi ở một mình chứ có người thân nào ở bên cạnh nữa đâu. Thơm tỏ vẻ lúng túng ở đầu dây bên kia rồi liền chào tôi cúp máy. Tôi hơi bực giọng nhưng mà cũng không hẳn thực sự yên tâm. Có cái gì đó khiến cho tôi bị lấn cấn. Ngước nhìn đồng hồ đã là 11 giờ đêm ở Việt Nam, cho nên nửa muốn gọi về nửa lại không. Cuối cùng thì tôi cũng chờ đến được quá nửa đêm để gọi điện về. Tầm đó chắc bố tôi đã dậy tập thể dục rồi. Khu vườn ở Spring về ban đêm hay có một loài chim lạ bay đến. Chúng đu đưa trên các cửa sổ mái vòm với những con mắt lập lòe. Tôi cũng đã quen, thế mà nay gọi cho bố cứ hồi hộp, cảm giác như mình đã bị theo dõi, khiến tim của tôi đập nhanh dần. Tôi nhấp một chén trà hoa để mà tránh tăng huyết áp, tim vẫn còn đang đập rất mạnh. Phải đến cuộc gọi thứ ba thì bố tôi mới nghe máy. Ơi bố nghe đấy. Bố đang làm gì vậy? Mới dậy đây, sao nay lại gọi việc gì sớm thế? Ủa, bình thường bố dậy tập thể dục rồi mà. Ờ, nay tự nhiên thích chơi với con mèo. Bố tôi vừa dứt lời thì con mèo nhảy sổ vào trong lòng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tôi mắng yêu con mèo. Mèo ơi, ra cho cậu nói chuyện với ông nào. Con mèo rất là khôn, nó liền chạy đi. Nhưng mà lúc bố tôi nhìn vào trong màn hình, tôi để ý thấy ở đằng sau lưng của bố, nó liền quay ngoắt đầu lại, mắt liền phát sáng cả lên, miệng ngào ra như là đang nhai một cái gì đó. Nhà hai cái răng nanh to sáng lém. Mắt mèo giống này rất to, riêng con mèo có một đôi mắt thấy con người không to. Con mèo cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt phát sáng, khiến cho tôi liên tưởng đến chiếc đầu lâu ma quái tại nhà của bà thầy. Rồi tới đám chim mùa đông của xứ này, tôi không tập trung được vào những điều bố tôi đang nói. Bố tôi lúc này liền gắt. Mày gọi cho tao mà mày kể chuyện cứ lơ lơ đi là sao? Mẹ mày, mày đích coi bố mày ra gì thì mày cút mẹ đi. Tao không cần mày quan tâm giả vờ. Rồi sau đó thì bố tôi liền tắt máy.
Tôi cố gắng giải thích nhưng bố chỉ xem tin nhắn mà không có trả lời. Từ lúc sang đây đến giờ tôi chưa từng thấy bố tôi hành xử như vậy với mình. Lời của bà thầy vẫn còn đang đeo bám ở bên tai, khiến cho tôi không khỏi đối chiếu. Giọng đánh hanh vẫn còn ghi lấy tôi từng chữ một. Tôi nói cho các người biết, đã là con dân ở đâu thì dù có đi đâu đi chăng nữa thì vẫn là cái gốc gác ấy, cái máu mủ ấy, vẫn là con người trong cái nhà đấy. Chẳng lẽ có ai đó đã ám bùa trước trong nhà của tôi, hay là bà thầy đã tự dự liệu từ trước được cuộc xung đột giữa tôi và bố đã diễn ra rất ngớ ngẩn như thế này. Sau khi mà Thục Quyên ra đi và rồi mẹ của tôi cũng mất trong bệnh viện, sau đó thì bố tôi có vẻ khác. Tôi liền để ý lần nào gọi điện cho tôi, bố cũng đang chơi với lại con Miu. Nếu không có hiện tượng con mèo bỗng có đôi mắt sáng quắc giữa buổi sáng, tôi đã không nghi ngờ, hay là tôi đang nghi quá. Tôi quyết định đi tới gặp bà thầy để hỏi rõ thêm về sự tình. Bà thầy ban đầu không tiếp tôi, chỉ vì tôi không nhắn tin trước. Tôi vẫn đứng ở ngoài cửa nói vọng vào bằng tiếng Anh thì nhận được cuộc gọi từ số lạ. Này nhóc, tính ra mày đáng tuổi con của tao thôi. Chỗ này không phải chỗ để ăn vạ. Mày lo lên bằng tiếng Anh thì tao càng có cớ gọi cảnh sát tới bắt mày. Về nhanh trước khi tao làm điều đó. Tôi liền giật mình không hiểu phần linh hồn nào đã xúi bẩy tôi làm cái chuyện ngu xuẩn đó. Luật pháp ở bang cho phép cảnh sát khu vực giải quyết những chuyện lặt vặt như vậy. Kể ra bà ấy còn rất tử tế khi đã gọi điện cho tôi dựa theo số điện thoại mà tôi ghi hôm nọ. Mà như vậy có nghĩa là bà này có ấn tượng với tôi, nếu không đã chẳng nhớ tôi có số điện thoại và tên tuổi như vậy. Tôi tức tốc đến đập cửa của nhà Thơm. Này Thơm có vẻ giận dỗi tôi một chút. Cô ấy cảm thấy bị thương khi mà tôi đã nói với cô ấy dụ dỗ tôi đến những chỗ tào lao. Nơi đó là đức tin của Thơm. Tôi thật có lỗi khi bán bổ những niềm tin mà cô ấy đã đặt vào. Thơm nói như là khóc. Ông không thể hiểu cái xứ sở xa lạ này không cho tôi gì ngoài tiền này đâu. Này tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với ông, vào nhà đi. Thơm vừa khóc vừa kể lại một sự thật kinh hoàng mà tôi không bao giờ ngờ đến. Chính Thơm cũng đã rất dày dứt vào thời điểm đó. Thơm đã lựa chọn con đường sống cùng linh hồn quỷ với sự cao tay của bà thầy ẩn danh kia. Một bà thầy chỉ luôn tiếp khách qua số điện thoại. Thơm châm lửa đốt lá xô cho ấm phòng lên rồi cứ như vậy vừa khóc vừa kể. Cách đây 3 năm tôi sang bên này và bị hà hiếp ở chợ. Tôi thù ghét chúng nó. Những con sói đã không phải là người. Ông không hiểu được nỗi nhục của người Việt làm nghề buôn bán đâu. Ông đã bao giờ ra chợ ngủ lại đó để thấy họ khinh miệt chúng ta như thế nào chưa? Giả dối hết, tất cả đều cười giả dối thôi. Thơm liền bật khóc thật to. Cô ấy không hề tiết lộ gì về chuyện này, dù hơn 2 năm qua chúng tôi chuyện gì cũng chia sẻ cùng nhau. Chính tôi cũng giúp Thơm gửi được tiền về cho bố mẹ ở quê. Tôi cứ tưởng rằng Thơm sẽ coi tôi như là ân nhân mà không giấu tôi chuyện gì. Chuyện nà hiếp của đám người di gan không đơn thuần chỉ là chuyện chèn ép, mà còn có những góc khuất đằng sau nạn bảo kê hiếp dâm thủ tiêu. Thơm uất ức đến dồn nén mà chỉ muốn tính sổ tất cả bọn chúng, nhất là sau khi bị người yêu dùng bỏ vì nỗi sợ dính HIV/AIDS. Khao khát báo thù của Thơm ngày càng dữ dội hơn. Thơm vô tình gặp được bà thầy và được bà mách một loại bùa. Họ đã có một màn trao đổi không thể tin được. Bà thầy cần những năng lượng xấu trong tâm thức con người để nuôi quỷ, không rõ để làm gì. Chỉ cách đây 3 năm trước, bà ấy nằm mơ và được mách một loại quỷ lạ có thể giúp bà quay trở về Việt Nam gặp lại con trai. Thơm nuôi dưỡng trong cô ấy quá nhiều sự hưu hằn và tham vọng giết người mà không dám giết bọn người kia. Thế cho nên hai người bọn họ cùng gặp nhau và làm nên một cuộc giao kèo. Đều đặn thường tuần Thơm tới đó để làm lễ và chút hết cảm phẫn vào các hũ đựng mà tôi đã từng thấy. Sau những lần ấy, Thơm như là thư thái hơn, mạnh mẽ hơn. Ngày chỉ ăn chút sandwich và trái cây cũng có thể sống khỏe. Bà thầy tặng cho Thơm một hũ để luyện bùa. Thơm tưởng như không muốn hãm hại lũ người kia nữa, nhưng hàng ngày vẫn bị chúng tra tấn tinh thần,
và đặc biệt là những cô gái châu Á khác cũng mệt y như cô. Điều này thúc đẩy Thơm sắp tâm làm hình nhân và nhét vào trong các hũ. Bằng mọi giá cô phải cho lũ người khốn nạn kia phải chết. Mọi chuyện chẳng có gì nếu đó không phải là một thứ bùa một mạng, tức là nếu đám người kia chết, Thơm cũng có thể gặp được vận hạn bất đắc kỳ tử xảy đến sau này như một sự trả nghiệp. Tôi nhìn gương mặt hiền lành của Thơm mà tay ù cả đi. Tôi không tin, không thể tin nổi những gì tôi vừa nghe. Thơm là một người bạn thân nhất, là con người mà tôi thấy thiện lương nhất. Tôi đang nghĩ những con thỏ được Thơm nuôi nấng đáng yêu như là lũ trẻ con, cô ấy không bao giờ dám làm chuyện thất đức đó. Nhưng sự thật lại kinh dị hơn những gì mà tôi nghĩ. Tôi liền mím môi rồi hỏi, vậy đám người kia sao rồi? Họ đã chết đúng như ý của tôi. Tức là sao? Tôi đã châm kim vào phần hạ bộ của tất cả các hình nhân rồi nhét chúng vào trong hũ. Chỉ sau một tuần thì đám người đó sẽ bị sói tấn công trong một lần đi vào rừng tuyết. Chắc chắn sẽ bị sói ngọa mất của quý, cho nên khi khai quật tử thi thấy mất đi cái đàn ông. Tôi liền trả lời, thế bây giờ bà muốn sống trong lo lắng, có phải bây giờ bà ân hận không? Có chứ, nhưng nó đúng thật ông ạ. Tôi nhiều lúc vụng về bị thầy của suốt, họ là người nhà thánh, tính tình cũng thất thường lắm. Thôi này, cái này hãy tin tôi, không ai là người nhà thánh mà lại làm ba cái trò hại người như vậy đâu bà. Ông vẫn còn có thể nói được như vậy sao? Thế thì ông đến đó làm gì? Nếu như không có những chuyện đúng như lời của thầy nói xảy ra. Tôi chỉ còn biết im lặng cúi đầu xuống. Thơm tiếp tục nói như là mạt sát tôi. Ông nên biết cái gì cũng có phải trả giá. Chẳng có cái gì trên đời này là miễn phí cả. Bà ấy nuôi quỷ để mong gặp được con trai. Điều đó đâu có gì sai chứ. Nhưng rõ ràng bà ấy đồng lõa với ma quỷ. Bà ta còn dám lôi thánh thần tận nước của mình ra để dọa dẫm tôi. Bà hiểu không? Không khéo là chúng mình bị u mê đấy. Giờ sao? Ở không tin con bạn này nữa phải không? Tôi chỉ thấy việc nuôi quỷ được ta được người chẳng sao cả. Ông giải quyết được việc của ông, thầy giải quyết được việc của thầy. Đừng có hồ đồ nữa thưa mà. Tại sao lại có nhiều hũ như vậy rồi mà bà ấy vẫn chưa gặp được con? Vì Covid. Không đúng, Covid nhưng hai nước mở lại đường bay lâu rồi mà. Tỉnh táo lên đi Thơm. Tôi rất lo sợ chúng ta bị lợi dụng. Vốn dĩ mình là những kẻ yếu thế ở đây, rất dễ bị những kẻ xấu lợi dụng. Không tin thì thôi, ông đừng có bắn bổ thầy tôi. Bây giờ thì ông về đi, về ngay đi. Chúng tôi tiếp tục khiến cho câu chuyện càng căng thẳng hơn, không thể giải quyết được gì. Lúc ra ngoài phố, bão tuyết nổi lên khiến cho tôi như là muốn tái người đi vì lạnh. Tôi lao về ngay nhà để pha một cốc sô-cô-la nóng. Ngắm được ít coca vào trong người, tôi khoan khoái nằm ra ghế để chuẩn bị đi tắm, thì bỗng nhiên cánh cửa sổ mái vòm đánh cái bộp như ai đó đập rất mạnh. Thế rồi cứ liên tục bộp bộp quãng chừng nửa tiếng đồng hồ, chát chúa như có hàng chục bàn tay to đập muốn vỡ cửa ra vậy. Nghĩ là bão tuyết mạnh cho nên tôi không mở thử ra xem là gì. Cho đến sáng ngày hôm sau, thì mọi thứ đã vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Lũ chim giã cánh để nằm ngửa, máu đỏ lòm trên tuyết. Hình như là chúng đã bị gió quẩn văng vào bồm bộp vào mái cửa sổ mái vòm. Vết máu cùng với dấu lông mảnh cánh vẫn dính bê bết trên tường của nhà tôi. Hốt hoảng tôi liền vội tìm xô rửa xe để rửa trôi vết tích này. Lũ chim mùa đông này có lông dày để tránh rét. Chúng cũng ít khi nào bị bão tuyết đánh gục. Vậy mà chúng lại chết ngửa ngay sân của nhà tôi. Xác của cả đàn nằm ngổn ngang, không một con nào còn sống. Khi tôi đang lau dọn xác chim, bất ngờ Thơm xuất hiện và nhìn thấy cảnh tôi phi tàng xác chim mà không thốt được nên lời. Chúng tôi cùng nhau chứng kiến một buổi sáng bị bít máu vẫn còn ướt sính ở thị trấn Yên Bình này. Thơm muốn báo cảnh sát, còn tôi thì lại muốn phi tang. Không hiểu sao tôi lại nhìn vệt máu, lông và cánh màng của lũ chim sót lại trên tường như là ám dấu tôi biết một điều gì đó. Nó tạo ra một bức tranh kỳ lạ. Tôi hỏi Thơm nhìn ra gì không? Thơm liền lắc đầu. Còn tôi lại thấy các vết máu đã vẽ ra gương mặt như là của mẹ tôi vậy.
Sau khi chôn lũ rơi xuống vườn, tôi chủ động nhờ Thơm đến lại nhà bà thầy. Tôi bắt đầu thấy không ổn. Tôi đang bị nghĩ đến những vận xui quá nhiều. Trong khi tôi vẫn cứ nhắn tin, bố cứ xem và không trả lời. Gọi điện thoại thì bố có bật máy, nhưng nói chuyện với mèo thay vì đáp lại lời của tôi. Tôi bắt đầu thấy không bình thường, vì bố chưa bao giờ giận dỗi như này. 2 năm liền Covid dẫn đến toàn vận xui, người ta cứ cười đùa với nhau như kiểu an ủi rằng mọi thứ sẽ tích cực trở lại. Tôi cũng từng như vậy cho đến lúc cả mẹ và em gái đều nhiễm bệnh và ra đi, trong khi bao con người Việt Nam khác đã được y bác sĩ cứu chữa. Nên năm nay tôi muốn có một lời giải thích. Rượu và những chuyến dã ngoại không làm được thì chắc bây giờ tôi gặp lũ quỷ kia chúng sẽ mách cho tôi chăng. Chúng tôi bấm chuông trong khi bà thầy đang đốt vàng mã ở ngoài vườn. Tôi há hốc miệng, chẳng hiểu sao xó xỉnh này lại có vàng mã Việt Nam để bà ấy đốt vậy. Bà ta khủng khỉnh, nhiều vong theo quá, chắc vừa mới chôn xác sinh linh sao. Tôi lạnh gáy, cảm tưởng như hồn của lũ chim đang lẽo đẽo bay theo mình. Thôi vào đây hai anh chị, linh cảm của tôi chuẩn quá mà. Thấy bất an nên làm cái này, y như rằng anh chị tới. Giờ anh chị theo tôi, bước qua cái thau nhôm này, trai nằm gái bầy, cứ như vậy bước qua bước lại đủ số bước để mà thanh tẩy rồi hãy vào trong điện. Hai đứa làm y như lời của bà thầy nói, cái này hồi ở nhà bác hay thường làm, nhưng bác đốt bổ kết là nhiều. Bác bảo làm như vậy cho tôi và thủ quyên không bị vướng phải vía dữ, không bị ma quỷ tha lùi đi mất. Sau khi nghe tôi tâm sự, bà thầy nói mày nhăn chán lại, anh ngửa tay ra. Cổ tay của tôi được quấn sợi dây màu vàng mảnh như là sợi chỉ, đầu kia sợi dây trói vào hũ đựng linh hồn quỷ. Đúng, bà tiếng chuông lanh lảnh cất lên, tôi như bị mê mệt, không nhìn rõ được ánh nến trước mặt nữa. Khi vừa nhìn thấy mây ngũ sắc trong căn phòng tối tăm này, có ai đó tát tôi rất mạnh. Tiếng của bà thầy liền cất lên, cha bà, tí nữa thì có người chết trong nhà của tôi, anh này yếu vía quá, may mà tôi ra tay kịp. Thêm nhìn tôi sợ hãi quay sang lay tay của bà thầy. Thầy ơi, sao bạn con tự nhiên thâm xì mô như thế kia? Bị người âm nắm lấy tay nhưng không biết đấy. Được rồi, tôi đã thấy vấn đề của nhà anh này tương đối rõ, để tôi luận giải xem sao. Tôi như là người đi, gục đầu xuống tấm thảm thêu hoa văn đủ kiểu như là người bohemian. Bên tai của tôi văng vẳng những lời niệm chú rất lạ lùng của bà thầy. Có tiếng nhạc hành lễ cất lên, nhịp điệu đều đều như là liên đồng, thi thoảng xen vào tiếng xúc sắc cộng với tiếng xít xít của bà thầy. Bà ấy bắt đầu ngưng hành lễ và áp một tay lên má của tôi. Anh vẫn nghe thì tôi nói chứ? Dạ, con hơi mệt thôi hả, con vẫn nghe, thầy nói đi ạ. Chắc là do anh chị đưa ăn sáng cho nên hơi mệt, tôi vừa cứu anh khỏi cõi đó, không có sao đâu. Chuyện là nhà anh đang có một vong đi theo quấy nhiễu. Vong này rất dữ, ngang tầm cứ yêu tinh với năng lực thoát ẩn thoát thiện. Bây giờ tôi cũng không biết nó đang núp lùm ở đâu. Chính nó gây ra cái chết của mẹ và em gái anh. Hai người đó bị mắc cúm mà chết phải không? Dạ, thầy giải giúp con. Từ từ cứ trả lời tôi đã. Vâng thầy, họ qua đời trong viện dã chiến ở Việt Nam do bệnh nền. Dương sẽ thấy vậy nhưng âm thì thấy khác. Một trong hai người này xài bùa dữ cho nên quả báo rất nặng. Nhưng mà kinh khủng hơn là kẻ bị người này hại muốn trả đũa. Nghiệp oán chồng lên nghiệp oán. Cho nên quả nhiên tôi đoán gia đình của anh bên Việt Nam đang bị bùa đánh nhau loạn xạ trong nhà. Không có lửa làm sao có khói. Tự nhiên đất thổ cư không ai lại vác bùa về nhà của mình cả. Đoàn bà thầy đỡ tôi dậy, day day lên trán của tôi với một ít nước thơm như là nước gừng. Tôi hồi tỉnh, bà thầy vào trong bếp bưng ra ít bánh trái cho tôi và Thơm. Hai anh chị dùng ít đồ nhé, chắc hôm nay không làm gì tiếp được đâu. Nhờ có chuyện gì cảnh sát đến nhà tôi mất mạng người chứ không phải là đùa. Nãy tôi ra tay chậm thì anh bị chết rồi. Tôi liền nài nỉ bà thầy. Thầy ơi, thầy giúp con với. Bây giờ còn mình bố con là người thân, còn lo cho bố quá, mà dịch vẫn cứ căng thẳng như vậy. Thầy xem có gì thầy cứu độ. Lâu lắm rồi tôi mới khóc nước mắt chảy thành dòng. Những chuyện của người khác tôi vốn chẳng mấy bận tâm, cho nên lúc chính mình được chứng kiến thì không còn chút tỉnh táo nào nữa.
Tôi như là một đứa trẻ sợ mất đi người thân yêu, những người sẽ là lẽ sống của nó. Bà thầy cho tôi lựa chọn hai phương án. Đầu tiên, bà ấy muốn trục hồn tôi để đi gặp người âm. Có thể sức khỏe của tôi sẽ yếu đi, nhưng bù lại tương lai vận hạn của tôi sau này sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Ngay đến cảnh đại dịch hoành hành mà sức đề kháng suy giảm, cho nên tôi quyết định chọn phương án thứ hai để mà lý giải kỹ về những vận xui liên tiếp nửa năm qua. Bà thầy thấy tôi quả quyết như vậy thì khẽ nhắm mắt, nói như là đang dằn mạnh từng chữ. Vậy anh sẽ phải chơi bùa một mạng dám không? Anh sẽ gặp được hai người anh muốn gặp, đừng nhìn thấy họ đang nói chuyện, nhưng không được đến gần. Để gọi hồn hai người này về đây, bắt buộc tôi phải làm như vậy, vì họ đang bị yểm bùa, không phải muốn về là về được, anh suy nghĩ kỹ nhé. Thưa thầy, con chưa hiểu lắm. Anh sẽ được nhìn thấy một số điều mà các vong hồn cho anh thấy, cho nên nhớ không được di chuyển tâm thức đến phía đó, nếu không anh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Về sau này nếu bùa được hóa giải, anh có thể sẽ không còn gặp lại được dương thế nữa. Tôi nghe những lời dừng dưng đó mà ngỡ có búa đập đầu. Những chiếc đầu lâu cùng vài lá bùa rắn rết vây bốn phía khiến cho tôi rùng mình. Nghĩ rằng sao cái giá để tôi gặp được mẹ và em gái lại đắt như vậy. Bà thầy như đọc được ý của tôi. Âm dương vốn dĩ cách biệt, đôi khi người âm vẫn còn theo dõi mà người dương chỉ lờ mờ cảm nhận được, chứ ít ai đủ tần số để thấu rõ. Thường các oan vong hay khó siêu thoát, nhưng bị cái dừng dưng của người dương làm bực mình hay đi theo trêu đùa. Nhà anh không phải là trêu mà là oán, một cái oán giận cứ trả đũa nhau qua lại. Đàn bà mà hận hay như vậy lắm, vốn thói ghen tuông hẹp hòi. Hôm nọ anh nói tôi đổ sự như thế này, chắc là bố anh chưa thực sự khéo léo để vợ cả và vợ hai có những không gian riêng. Hai người này sẽ bằng mặt mà không bằng lòng, dẫn đến hiềm khích tích tụ không được giải phóng. Người khởi dã tâm trước sẽ tìm cách triệt hạ đối thủ. Đối thủ cũng ăn miếng trả miếng, không phe nào chịu nhường phe nào. Đây là tôi đoán như vậy, còn sự tình ra sao phải xem anh có chấp nhận hay không. Con xin chấp nhận, con sẵn sàng chết nếu hóa giải được nghiệp cho gia đình. Bố con cả đời đã quá khổ rồi thầy ơi. Anh nói đi nghe, tôi không ép. Có cô Thơm chứng kiến, nếu lỡ có mệnh hệ gì tôi không có nghĩa vụ giải quyết. Bây giờ tôi cần anh chị hợp tác. Do có kinh nghiệm luyện bùa trước đó, Thơm được bà thầy giao cho nhiệm vụ hướng dẫn tôi tích tụ tự bên trong sự thù oán. Tôi học cách hấp dẫn những tà khí và học cách nén chúng vào trong hũ nuôi quỷ. Hàng đêm tôi nói chuyện với con quỷ trong hũ, vè vuốt và dần khiến cho nó thuần phục, giống như việc nuôi một con thú cưng. Càng lúc sự tập trung của tôi dồn vào ác quỷ càng mạnh, dù thực tế tôi không hề thấy hình thù con quỷ đó ra sao. Thời gian đầu tôi nghe thấy có tiếng trẻ con khóc văng vẳng trong phòng. Bà thầy nói đó là vong nhi bị bỏ rơi, chúng mang rất nhiều sự oán hận, cho nên dễ hấp dẫn tương tác cùng sự oán hận của tôi. Nhưng do tôi hiền quá, lòng oán hận không đủ để con quỷ mạnh lên, tôi mua cả tệp giấy dán nhớ, ghi chữ hận khắp nhà. Đi ra đi vào đều chỉ nung nấu một ý chí, tìm ra kẻ thù ác đàm hãm hại gia đình của mình. Tôi quên luôn cả việc mẹ và Thủ Quyên đã ra đi tại viện dã chiến, chỉ nhăm nhăm cho rằng đã có kẻ gieo bùa ám hại. Thế tôi ngồi trong phòng dán bùa đốt nến kết hợp với tích năng lượng tại gia, mà vẫn không ổn. Bà thầy khuyên tôi tạm nghỉ việc để đến hẳn nhà bà sống cùng nhiều loại quỷ, tránh chậm trễ để hỏng việc. Tôi bắt đầu tiếp xúc với rất nhiều loại vong, có cả tiếng chó mèo kêu. Bà thầy bảo đó là súc sinh bị ngược đãi, bị giết hại tàn nhẫn, chúng đang chờ cơ hội đầu thai báo oán. Có những đêm tôi mệt lử rồi bị mộng tinh như hồi dậy thì bà thầy giải thích do bị quỷ dâm nữ sàm sỡ, tôi cần cứng rắn hơn nữa để điều khiển những con quỷ đó. Tôi nhìn về hũ nuôi quỷ to nhất, bà thầy ngậm ngùi. Kể ra nếu tôi chết tôi sẽ nhường anh hũ này. Tôi đã nuôi nó lâu rồi, nhưng chưa biết con trai của mình ở đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy tà khí trong cơ thể len dậy mạnh hơn và đồng cảm với bà thầy như một người thân vậy. Mỗi sớm thức dậy, dù nhìn tôi trong gương cũng không còn ra hồn người, tôi vẫn có một niềm tin bất diệt vào sự hận.
vào cách hóa giải oán nghiệp cho các gia đình cách xa tôi hàng trăm cây số. Sau một sáng môi tôi thâm, lòng trắng mắt bị vàng như lần nhiễm bệnh gan, lòng bàn tay của tôi dù có sưởi lò cũng không ấm được. Bà thầy gật gù, có vẻ đã đến mức rồi, anh còn nghe tiếng trẻ con không? Dạ không. Anh còn bị mộng tinh như trai mới lớn không? Dạ không. Thế thì ta làm lễ thôi. Tôi cũng nôn nóng muốn con quỷ riêng của tôi ngủ dậy, cho tôi biết con trai tôi đang ở đâu. Khác với những lần trước, bà thầy mặc chiếc áo đặc biệt có gắn những vật hình chữ nhật rủ xuống, rất nhiều màu sực sỡ. Tôi phụ giúp bà bày biện những vật dẫn nối tâm thức, hương đốt, gỗ đốt, chuông ngọc đen. Sau khi mọi thứ xong xuôi, bà thầy kêu tôi nằm ngửa ra tấm thảm vẽ hoa văn du mục rồi nhắm mắt. Tôi được thôi miên bằng lá đốt cùng gỗ, chỗ cho đó lại tiếp tục được hơ lửa trên giấy cho đến khi đồng tử giãn nở. Tôi cảm nhận được các mạch máu dục dịch thay nổi gân xanh đỏ. Trước mặt chiếc gương sẫm sẫm tối màu cho tôi thấy gương mặt của mình dần tan biến. Lần lượt từng gương mặt lạ lẫm mà bà thầy cho đó có thể là hình ảnh kiếp trước của tôi đang bay lượn vòng vòng. Tôi không hề bị mê man. Bà thầy nói thực chất thôi miên chỉ là một cách dồn ép sự tập trung đến nỗi tôi không cần chớp mắt trong khoảng thời gian dài mà không mỏi mắt. Bà thầy đặt tay lên vai của tôi, không cho tôi bị hồi quy kiếp trước. Miệng của bà lẩm bẩm những câu thần chú lặp đi lặp lại. Tôi bỗng mỏi mắt và không chịu nổi nữa, bèn phải chớp chớp mắt một chút. Nhưng khi mà mở mắt ra, thấy mình không ở nhà bà thầy nữa, mà đứng ở một căn bếp quen thuộc, hình như đâu đó hồi nhỏ tôi đã gặp. Có một thằng bé chạy vụt vào mếu máo làm tôi giật mình. Nó không nhìn thấy tôi, như thể tôi đang là vong hồn đứng trước mặt của nó vậy. Nhưng đó chưa là điều ngạc nhiên nhất với tôi lúc này. Tôi nhận ra thằng bé đó chính là tôi hồi nhỏ. Người đàn bà đầy đặn ôm lấy đứa nhỏ chính là bác hai. Bác hai ôm lấy đứa bé. Con trai lại bị mắng hả? Bác hai ơi, mẹ con ác lắm. Mẹ con không muốn cho con đi cùng bác hai. Không sao nè, bác hai lên miếu nhiều lắm. Không đi lần này thì còn lần khác nha. Tiếng của phụ nữ khác ồn ào. Chị đừng cho cháu đến những chỗ đó được không? Tôi quay người về phía tiếng người nói. Ôi mẹ, đúng là mẹ của tôi hồi trẻ. Mẹ đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi. Tôi chợt đến ôm lấy mẹ mà nhận ra xác tôi đang không ở miền không gian này. Bác hai từ tốn. Cháu nó thích đi chơi thì cho nó đi, sao em cứ phải như vậy? Em mới sanh em kiên thôi, nó là con trai, đến đó về càng dễ nuôi. Để tối nay em sẽ ba mặt một lời cùng anh, chị đừng có ép con trai em phải theo chị. Tôi sững người, hồi đó nhỏ quá, tôi không thể biết hai người họ đã có mâu thuẫn lớn như vậy. Cách mà mẹ gọi tôi là con của em thực sự chạm đến tự ái của bác hai sâu sắc. Bác không có con đã hy sinh để chồng lấy vợ. Theo những gì tôi thấy, có lẽ thời điểm này mẹ vừa sinh Thục Quyên. Thằng bé là tôi khi ấy vẫn nước mắt ngắn dài ngoạc mồm ra kêu. Mẹ thằng tay và đốt vào bầu má rồi lôi nó lên gác. Trên gác cũng có tiếng khóc. Tôi theo hai người lên gác. Trước mặt tôi là một chậu bồ kết và đứa nhỏ đang nhăn nhó. Kìa, nó là Thục Quyên khi nhỏ. Tôi chẳng còn nhớ gì về hình ảnh của em gái khi em ấm ngửa. Bây giờ nhìn lại cảnh tượng này khi em và mẹ đã mất, tôi như có rào cứ. Mẹ tôi rút từ ngăn kéo ra một bọc đinh, mẹ chửi tục. Mẹ nó đúng là cái kiếp trùng trầm. Đàn mẹ quát thằng bé con mà khiến cho tôi giật nảy mình. Mày còn đứng đó đi vào tắm rửa mau. Sau này lớn đừng có mà như bố mày vợ nọ con kia. Sao mà tao lại có thể gật đầu vào cái nhà này? Biết thế tao thà ở ế còn hơn. Nhục quá, tức quá thưa con à. Mày còn khóc cái gì tiên sư nhà mày, cút. Mày không tắm thì cút đi cho khuất mắt tao. Đứa bé sợ hãi chạy tọt đi. Vậy là tôi đã nhớ ra, hôm đó tôi chạy ra đường chơi đến tối muộn mới dám về nhà. Nhà bà thầy làm phép tôi mới được đứng ở đây để mà nhìn xem mẹ làm gì tiếp theo. Gói đinh trên tay của mẹ cầm khiến tôi tò mò quá. Thục Quyên bú sữa xong thì lại lim dim. Em bé gái trắng trèo đẹp như thiên thần. Lúc bấy giờ mẹ mới yên chí rời khỏi phòng. Tôi vẫn còn lăm lăm gói đinh đi vào phòng thờ. Căn phòng này hồi nhỏ tôi rất sợ.
Nó lúc nào cũng đo đỏ ánh đèn cùng rèm nhung màu đen, trông rất sợ. Mẹ bà Điền sáng trừng lên rồi thắp nhang. Từ dưới bàn thờ tổ tiên, mẹ lôi ra một sập gỗ có bày sẵn hình của bác hai đang cười. Tôi thấy mẹ đặt ảnh của bác lên bát hương cạnh đó rồi lẩm nhẩm khấn. Hệ nhân được lôi ra và những chiếc đinh được gắn vào người. Vừa cắm đinh, mẹ tôi nghiến răng mắt long lên ròng rọc. Hoàn thành đâu đó xong xuôi, mẹ cười sằng sặc. Cả thầy tôi đếm sờ sờ cũng được gần chục mũi đinh dị cắm lên đỉnh nhân. Đây là những khoảnh khắc mẹ như là bị quỷ ám mà tôi không hề biết bao lâu nay. Tôi liền chân ra nhìn những gì trước mắt mà bàng hoàng. Bỗng có tiếng bà thầy nói ở bên tai: Về thôi, và hít cả mồ hôi ra rồi. Sau một cái giật mình, tôi đã thấy những chiếc đầu lâu cùng sắp nến vây quanh mình. Nhà bà thầy đây mà, tôi bỗng có một cảm giác hơi nôn nao. Bà thầy lễ mễ bừng ra từ phòng tắm một thau nước nghi ngút khói rồi quát: Im, không được nhúc nhích, kẻo chết đấy. Tôi giữ nguyên dáng ngồi không động đậy. Bà thầy hơ hơ cây hương trước mặt, sau đó vòng que hương quanh đầu của tôi. Tôi thấy cơ thể của mình nóng dần và thở rất mạnh. Khoảng chừng cỡ vài phút sau, tim đập bình thường và không bị khó thở nữa. Tôi tường thuật cho bà thầy nghe về những gì mình đã thấy. Bà dặn tôi ăn uống ngủ nghỉ để mai xem tiếp, xem bùa sẽ đưa tôi đi nhìn được những gì. Tôi rất nôn nóng muốn biết mẹ sẽ làm gì với bác hai. Thế hai đêm ở tại nhà bà thầy dài không thể tưởng, trong đầu của tôi vẽ ra đủ thứ chuyện. Tôi nghi ngờ cái chết của bác hai sau đó chính là do mẹ tôi giáp tâm làm hại. Sau mấy hôm tôi sốt ruột quá không chịu được, bèn bảo bà thầy làm lại lễ, nhưng bà nhất quyết không có chịu. Bà nói thể tạng của tôi không khỏe, làm việc này phải hết sức cẩn trọng. Tôi nai nịt hết mức, cuối cùng cũng được cho làm lễ với một tờ giấy giao kèo, không oán quỷ tự nguyện xả thân. Viết giấy xong, tôi phải đọc lại dòng chữ đó tổng cộng đủ 149 lần, lầm nhầm ở trong đầu, không được đếm chệch dù chỉ một lần. Thấy ý chí và sự tập trung của tôi đủ mạnh, bà thầy bắt đầu tái lễ. Lần này rất nhanh chóng tôi được đưa trở về quá khứ, nhưng mà đoạn sau của cảnh tượng lần trước không kịp thấy. Tôi đang chỉ thấy người ta khăn xô áo tang đứng ở dưới sân. Thì ra tôi đã được tiềm thức đưa về hôm đám tang của bác hai. Không lâu sau tôi thấy bố và mẹ đang đứng bên linh cữu. Tôi và Thục Quyên lúc này đã lớn, hai đứa mặt buồn xo. Có lẽ khi ấy chúng tôi không để ý tới sự xuất hiện của một người rất kỳ quặc. Ông ta là một thầy phép, sử dụng cành trúc nhỏ có gắn bùa và liên tục làm các động tác múa máy quanh quan tài. Từ trên mái nhà một con mèo đen nhảy sổ ra, khiến ai đều hốt hoảng. Khi đó tôi và Thục Quyên đang quay lưng lại, cho nên không hề hay biết có con mèo đen xuất hiện trong đám tang. Nhà lần này thoát hồn về lại quá khứ, tôi thấy tường tận được những bùa phép mà ông thầy trấn yểm lên quan tài, lên con mèo và lên cả hàng rào ở ngoài vườn. Chừng là chúng trẻ bắt đầu xào lên, Thục Quyên không chịu nổi tá âm thanh hỗn loạn của đám cúng bèn đi vào. Con bé bị đau đầu thì phải. Tôi rất sợ bị mất kết nối như hôm trước, cho nên cố gắng đứng gần bát hương để mong được níu lâu hơn chỗ này. Ông thầy không trông thấy tôi, miệng liên tục khấn vái nhâm nhầm. Tôi nghe không rõ đoạn đầu, nhưng mà đoạn về sau thế ông ta đọc tên từng người trong nhà tôi, trừ bác hai không nhắc đến. Đoạn cuối có một câu được lặp đi lặp lại: Chàng hận đầu thai chàng hận, đầu thai chàng hận. Sau đó con mèo đi luồn ra vườn đi mất. Nó luồn đi rất nhanh nhưng không ai dám đuổi theo. Có lẽ mọi người biết được đó là bác hai về chăng. Tôi thì thấy điều gì đó không ổn lắm, vì pháp sư kia không giống như những thầy cúng trong đám thông thường. Ông ta xăm mình và sử dụng những yêu thuật khá giống với bà thầy đang giúp tôi sáng tỏ chuyện của nhà mình. Nếu đến đám vì mục đích cầu siêu cho người chết trẻ, ông ấy sẽ không thể dùng được những yêu thuật kia. Dù sao đó cũng là những phương tiện gọi hồn quỷ, chứ không có ý nghĩa xoa dịu cho người âm thiện lành. Bát hương bỗng chao đảo khiến hồn của tôi đung đưa theo. Mẹ tôi vật ra ngã cạnh quan tài, làm cho bát hương ngày càng rung mạnh. Chị ơi, sao mà chị lại mạt số như vậy? Không ai làm gì mà đột quỵ bất thình lình. Chị khổ quá chị ơi.
Ông thầy phép đỡ mẹ của tôi dậy trong khi bố vẫn còn đứng trên người. Tôi biết bố đang rất buồn. Ông thùng thẳng đi vào trong nhà cùng Thục Quyên. Giá đám chắc cả buổi trôi qua mà hồn tôi đã không bị nát. Tôi nghe thấy tiếng của bà thầy. Cố lên, xem từ tiếp xem có hiểu thêm gì không. Sao mẹ của anh lại đi khóc cho tình địch như vậy? Tôi níu tay và cảm nhận được sức nóng của nến lẫn bát hương đã cháy rồi. Nghe ngóng thấp thoáng thấy cuộc thoại giữa mẹ và ông thầy phép. Tôi đã xong việc, giờ bà trả tôi nốt số tiền còn lại và tiền bùa. Mẹ tôi đang vật vã bỗng nét mặt trở nên giáo hoành. Cái gì? Bùa này bùa giữ tôi phải lấy cả mạng của mình ra mà ông vẫn đòi tiền sao? Từ đầu tôi đã nói rồi, bà đừng có lật lọng. Tôi cũng có thể chết bất ngờ khi mất bà cái bùa này. Không dừng một người khỏe như vậy mà lăn đồng ra đột quỵ được. Đó là quy luật mạng đổi mạng. Bà muốn sống hạnh phúc với gia đình riêng, tôi đã giúp bà rồi, bà còn muốn sao nữa? Hai người đó đôi có một hồi, cuối cùng mẹ tôi cũng đưa tiền cho ông ta. Vậy thì tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu tại sao bác hai chết. Người hại bác ấy chết không ai khác chính là người tôi vẫn còn yêu mến. Tôi thấy lạnh dần khi nến cứ như vậy thắt lụi, cảm giác buồn rùn ập đến. Tôi không chịu được nữa, buông tay khỏi bát hương và ngã ra. Tỉnh dậy tôi đã thấy mình được lau nước gừng. Ban đầu tôi hơi ngượng ngùng vì trần như nhậm trước bà thầy đáng tuổi mẹ mình. Bà ta vội vàng trấn an. Đừng vội cử động, đừng hại. Tôi sợ anh chết ở nhà tôi thôi. Nên khi thấy anh về được đây, tôi phải lau nước gừng. Nước này tà khí sẽ diệt, nhưng mà yên tâm, tôi đã giấu bọn quỷ đi rồi. Bây giờ tôi cũng đã hiểu chuyện nhà anh. Bà nãy năng lượng của anh rất mạnh, giúp tôi nghe được cả những thứ anh nghe thấy. Bà đã hiểu chuyện như thế nào? Ít ra tôi biết con mèo bố anh đang ôm ấp hàng đêm không phải là loại mèo bình thường, nó chính là vợ cả của bố anh. Sau khi mặc lại quần áo và tỉnh táo hẳn, bà thầy chuyên trà và trải ra bàn rất nhiều những viên đá quý lấp lánh, chủ yếu là màu đen và tím sẫm. Tôi không được nhìn thấy ông thầy phép năm đó đã làm lễ cho nhà anh, nhưng theo những gì tôi tìm hiểu, hắn ta đã lợi dụng sự cả tin của mẹ anh. Anh nghe nhé, nếu để chấn hồn không về quấy quả gia chủ, người ta sẽ phải chốt chặn các chỗ để không cho mèo hoang nhảy qua quan tài. Đằng này tiếng mèo nhảy sổ ra rất rõ mà lão ta điềm nhiên làm phép, chứng tỏ là không bình thường. Ít ra thì phải đuổi đi chứ. Thứ hai thần chú mà lão ta đầm cho con mèo nghe không phải là thần chú đuổi mèo mà là thần chú dụ hồn. Chứng tỏ lão ta đã nhận ra con mèo kia đã bị ma ám và muốn dục âm hồn người chết nuôi sự báo thù. Rất có thể người này có liên quan đến bác hai của cậu. Vì lần trước cậu được quỷ mách về xem cảnh bác hai đi lễ, chuyện oan vọng nhờ thầy báo thù là chuyện thường, cái trò dùng mèo để oan vong ngủ tạm cũng thường thôi. Bùa chó mèo, bùa vật nuôi là những thứ bùa không quá xa lạ. Chúng sống tốt nhờ khát vọng báo thù của vong chủ. Cậu đã ở đây cả một thời gian, cậu về được quá khứ và nhìn mọi thứ mà không ai nhìn được. Cậu cũng là nhờ nuôi dưỡng sự hận mà ra. Nhưng tiếc là sau lần này, tôi e là cậu không về được nữa. Sao vậy ạ? Điểm tựa để cậu nơi oán giận là mẹ và em gái, nhưng mà hiện tại rõ ràng bà mẹ của cậu là nguồn cơn gây ra oán thù, khiến cậu rơi vào tình cảnh bây giờ. Kể ra cũng hơi tiếc, tôi đang mong cậu sẽ nuôi thêm giúp tôi ít quỷ. Tôi không thể tin được những thứ bà ấy nói, nhưng muốn không tin cũng không được, vì tôi suýt bỏ mạng chỉ để thoát hồn về những khoảng thời gian đã qua. Chứng kiến lại đúng như quang cảnh mình nhớ láng máng. Giả như có một loại phim kỳ ảo thì cũng không thể nào tái dựng ra quang cảnh y hệt như những thứ tôi đã gặp. Trí nhớ của tôi ở thời điểm bác hai mất đã rõ thành hình, cho nên không thể nào có chuyện tôi nhớ nhầm được. Ngày đó tôi không để ý con mèo vì đâu biết theo quan niệm của mọi người, mèo nhảy quan tài là điểm gỡ. Tôi cảm thấy cơ thể bị suy nhược cho nên muốn về lại nhà riêng tĩnh dưỡng. Bà thầy tặng tôi một chiếc túi nhỏ màu đen rồi dặn. Anh nghe tôi, hàng đêm để mở túi này trước cửa nhà, và sáng hôm sau dậy thì ra buộc chặt túi lại, anh sẽ gặp nhiều may mắn. Lúc thả túi trước cửa hay là treo lên tay nắm, anh nhớ đọc câu thần chú, người qua người lại, người qua người lại.
Tôi hơi ngạc nhiên trước sự trìu mến của bà thầy. Lần đầu tôi thấy một người phụ nữ thích nói dàn tiếng, cùng với đôi mắt xăm đen sâu hoắm, lại nói ngọt ngào với tôi như là mẹ dặn con trai vậy. Thơm biết tin, tôi về nhà lập tức đi sang. Cô thấy khá mệt mỏi nên không thể chơi được lâu. Chúng tôi còn làm một ít salad và ăn cùng nhau bữa đó. Chuyện kinh dị theo đúng nghĩa đã xuất hiện. Trước hôm gặp tôi, Thơm đã ra khỏi Spring và đến thành phố ổ dịch. Thơm mắc Covid và không hay biết. Cho đến lúc trở nặng với những triệu chứng rõ rệt, cô ấy mới tiết thử và không may tôi bị liên lụy. Như một kẻ mụ mị, ngay lập tức tôi gọi cho bà thầy thay vì báo cho cơ quan y tế của hạt. Chính tôi thấy đó là điều điên rồ, nhưng không hiểu ma lực xui khiến nào đã làm tôi mê muội đến vậy. Alo thầy ơi, có phải điểm bắt đầu không? Con chưa muốn chết, con muốn có thời gian cho bố con thoát khỏi con mèo kia. Ông ấy đã yếu lắm rồi. Mỗi lần con gọi điện, nó nhìn chừng chừng vào màn hình. Nếu chẳng may con chết, nó đắc thắng thừa cơ giết luôn bố con để báo thù cho ông chủ. Giọng ở đầu dây bên kia ho khụ khụ rồi nói: tôi đang không rõ, dù không tiếp xúc với ai cả, mà hiện tôi cũng đang có triệu chứng. Anh nên cẩn thận vì có thể chưa chắc nguồn lây cho anh không đến từ cô Thơm. Sao bây giờ thì mới nói vậy? Nói thì giải quyết được gì, vaccine đã tiêm thì cậu nên tự lo cho mình. Có cách chỉ chú nào không? Có, nhưng mà cậu không làm được một mình đâu. Tôi cũng không nghĩ bùa một mạng đến sớm vậy. Chắc cậu sẽ qua hoạn nạn này thôi. Rất hiếm người dùng xong bùa mà chết ngay được, yên tâm. Bắt đầu tôi có những cảm giác khô hỏng. Tôi thậm chí còn không đủ bản lĩnh để mua que test. Lúc nào trong đầu cũng thường trực cái chết. Trong những lúc tỉnh táo nhất để quên đi cảm giác trần truồng, nằm giữa căn phòng trưng đầu lâu vào khối đá màu xanh đen, tôi lên mạng tìm hiểu về bùa bột mạng. Tự nhiên trong tôi cứ nhói lên một cảm giác ân hận. Ra mà tôi không cần biết những sự thật kinh hoàng đó. Một người là mẹ, một người là bác, là mẹ hai của mình. Họ đã dùng đủ thứ bùa chú để hãm hại nhau. Với những thủ đoạn tinh vi nhất, thà nào con mèo kia lúc nào cũng quấn lấy bố tôi và có ánh nhìn giống bác hai đến vậy. Còn người đó không tròng đen mà có ánh nâu, đẹp như mắt mèo, như mắt người lai. Bác từng là sự ngưỡng mộ của hai anh em, còn bây giờ thì... Thực quyền đã chết cùng với mẹ, còn tôi thì rất có thể sẽ là người tiếp theo. Điều hy vọng cuối cùng của tôi là chiếc thất mà bà thầy đã dặn hàng đêm hãy treo trước cửa cùng với bùa chú may mắn. Sang đến ngày thứ năm, kể từ khi tiếp xúc với Thơm, tôi có triệu chứng ho. Tôi bắt đầu mua que test và thuốc uống. Kết quả dương tính, thực ra cũng không bất ngờ lắm. Vấn đề là tôi luôn ám ảnh về cái chết bất đắc kỳ tử. Công việc của tôi phải dừng lại. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện mua bình oxy. Sau một thời gian không có gọi cho con trai, bố tôi liền nhấc máy. Dạo này sao rồi? Tao giận thì giận vậy thôi. Mày định không thèm chào bố hả? Nghe giọng con trai thều thào, bố tôi liền sốt ruột. Sao đấy con, không thở được hả? Hay là mày bị dính Covid? À, chắc là do con mệt thôi, không có sao đâu bố. Thế thì nghỉ đi. Không hiểu sao con mèo nhà ta mấy nay cũng yếu. Tao thương nó quá, mà bây giờ không đi khám cho được. Tôi như mở cờ trong bụng, nếu tôi chết nó cũng phải chết. Thoạt nhiên có tiếng người rủ rỉ vào tai. Mày còn non lắm, mày đừng tưởng giết mèo là xong. Ba cái thứ dùng quỷ ám cũng không có hậu về sau. Mày phải trả giá cho những gì nhà mày gây cho tao, nghe chưa? Chưa chừa dứt tiếng thì con mèo meo một tiếng dữ dằn về phía bên kia màn hình. Người đàn bà lúc này giọng ấy đặc sệt, không còn nghe ra tiếng người mà giống như tiếng đài cũ bị hỏng rất quái đản. Tôi biết nếu oan vòng đó còn chỉ chờ có cơ hội thôi, nó sẽ tìm cách nhập vào con mèo khác để mà bố tôi si mê. Trong tình cảnh bà thầy vừa nhập viện, Thơm sang nhà bà thầy để trông coi lũ quỷ, tôi cứ tuyệt vọng dần. Bùa dường như đã ngấm, tôi muốn liệm đi mỗi buổi chiều muộn. Về đêm, bên cạnh những triệu chứng quá quen thuộc của bệnh nhân mắc Covid, tôi còn thường xuyên bắt gặp những bóng trắng lượn qua lượn lại dưới vườn. Không rõ cảm giác bị bóp cổ có liên quan đến virus, nhưng mà mỗi lúc cảm giác đó càng rõ rệt. Cổ tôi hàng đêm rát như có ai đó cày mạnh vào vòng họng.
Sau đó tôi gặp cảm giác như bị bịt mũi. Hai cánh mũi luôn nhức, đến độ 5 giờ sáng thì đỡ. Mọi người nói mất khứu giác tạm thời có thể là triệu chứng của Covid, nhưng hiện tượng của tôi thì rất lạ. Linh cảm thấy một cái chết cận kề, tôi gọi điện về cho bố. Bất ngờ có một người bà con ngồi đó, bà ấy là tu tại gia lâu năm, theo dòng tộc tôi gọi là bác, xưng là cháu. Ngay khi vừa thấy tôi trong điện thoại, nét mặt của bác đã thay đổi, từng đường chân chim ở khóe mắt díu lại. Bà gái rút trong túi nâu ra một chiếc gương. Bố tôi rất lo lắng cho sức khỏe của tôi, nhưng mà tôi biết chủ yếu bố đang lo khi mà được bác họ nói rằng tôi đang bị quỷ đòi mạng. Bác bảo qua màn hình không soi rõ được, nhưng chính bác ấy cũng từng phải hồi hướng sau khi nhiễm tà, nên triệu chứng của tôi không còn gì xa lạ. Tôi được yêu cầu đến cơ sở y tế test ngay và báo lại cho bác ấy sớm nhất. Dường như bản năng của con người khi đối diện với cái chết sẽ là một nỗi sợ, kèm theo đó ai ai cũng nhen lên một sự ham sống. Tôi không muốn chết trong tình thế này, khi mà ngũ quan đang dần mất đi những năng lực, điều khiến cho tôi bất ngờ và cũng vô cùng băn khoăn. Kết quả xét nghiệm lại cho thấy tôi âm tính với lại Covid. Nếu muốn nữa không, tôi cứ như vậy không dám gọi về cho bác. Nếu chẳng may chuyện trục hồn gọi quỷ bị lộ, tôi rất khó nói chuyện với bố về sau. Hoặc cũng có thể con ma ám vào con mèo ở Việt Nam sẽ lại làm hại bố tôi bất cứ lúc nào. Ngày giữa lúc rối bời, tôi nghe được thông báo từ Thơm là bà thầy phải đi cấp cứu. Do vốn không khỏe cho nên khả năng bà ấy già đi lớn lắm. Tôi đang có nguy cơ bị quỷ theo vì là người gần chúng nhất, chỉ sau bà thầy. Giờ cái ngày đêm rồi đó cũng tới, tôi cảm nhận được cái mùi đá hắc của nhà bà thầy tầm 1 giờ sáng. Sau đó mấy hôm thì cả 12 giờ trưa và 5 giờ chiều, lũ quỷ đã theo dần tôi về bên này. Được vài hôm sau thì bà thầy mất, tôi đứng trước một nỗi sợ kinh hoàng. Còn quỷ dữ nhất, hiểm nhất mà bà ta nuôi nấng bấy lâu nay cũng có khả năng tìm đường theo lũ quỷ nhỏ. Rất có thể tôi sẽ trở thành một kẻ chuyên bói toán như bà ta để mới có thể sống tiếp yên ổn. Quả bí bách, tôi đành khai hết mọi chuyện với bác họ. Bác đã hứa sẽ không kể chuyện với bố, nhưng vẻ mặt buồn không giấu được. Bác niệm vòng và nói chậm rãi qua màn hình. Không biết tại sao bây giờ có những người là tin vào năng lượng của sự oán hận không biết, rồi bày ra ba cái trò dụ dỗ những người có lòng tham. Nếu quả thường con mèo kia là hồn ma của bà lớn nhà bố con, thì cũng không nên lấy đũa trả đũa. Trèo tất trước nhà rồi chú niệm như là con làm, chẳng qua là cách gọi vong vào nhà. Chắc hẳn bà ấy biết sớm sẽ không sống được, cho nên vẫn muốn còn thay bà ta chăm quỷ. Chờ ngày con tìm được con trai của bà ấy thì nhận mộ mẹ bên đó. Tôi được hướng dẫn dùng thảo dược để tẩy uế. Ở bên này rất có tìm đá khuynh diệp. Tôi phải nhờ Thơm đi chợ sang mua giúp. Theo như lời của bác họ, tôi hồi hướng trong từng bước chân và làm sao để chế ngự nỗi sợ. Động lực sống của tôi lúc này cần phải hướng tới bố, điều mà đáng ra tôi nên làm ngay từ đầu. Chứ nếu không phải bám vào sự oán hận và cái chết của mẹ và Thục Quyên. Trèo cành khuynh diệp lên vòi sen, tôi xà vòi nóng ra tắm và thấy được hương thơm và nhẹ nhẹ. Những ngày tắm đầu tầm 8 giờ tối, luôn có người gõ cửa nhà ngoài, tiếng gõ cửa rất mạnh như đang đập vào cửa vậy. Tôi hẹn Thơm không qua nhà sau 6 giờ tối nữa, nhưng tiếng đập cửa vẫn rất mạnh. Bác họ luôn dặn kỹ, không mở cửa, không thư gửi, không nhắc điện thoại, nghe số lạ ít nhất trong một tuần. Hàng ngày bác gửi tôi xem những tấm hình của bố hồi nhỏ. Khi bố theo tôi ông bà về quê sơ tán, tôi ngồi bên nồi xà gừng bật nhạc thanh tẩy và ngắm cảnh đẹp. Ở Cao Bằng hồi đó hoang sơ vô cùng, bố được ông bà đưa đi an toàn khu, được đến chụp ảnh ở cây đa Tân Trào. Sau đó tôi được nhìn ảnh bố đi chiến trường Tây Nam. Tôi bắt đầu nhìn thấy những chiếc đầu lâu mà không bị lạnh người nữa. Nhưng mà hình ảnh về những ngày vật ra giữa sàn nhà toàn đầu lâu và đá đèn trước đó cứ ám tôi mãi. Bác họ liền dặn, cháu đã không thể nào đào thải hết những thứ mà cháu dày công tích tụ như vậy đâu. Âu thì cũng là cái nghiệp mà mẹ cháu gây ra, để lại cho cháu. Thứ bùa ác độc đó mà hai đời đều sử dụng, thì những ông thầy bà phép kia cũng phải sợ. Có điều họ vẫn làm và vẫn chịu cảnh tan hoang cuộc đời của mình.
rồi đâu ai hậu. Bây giờ cháu dần phải coi bọn quỷ như người thân quen và nâng cảnh giới của mình lên. Bọn chúng nếu không còn tần số kết nối sẽ rời khỏi cháu thì may. Như vậy là cái phúc của nhà cháu vẫn còn. Về chuyện con mèo thì bác kể lại. Bác thấy con mèo đó không phải là vong xấu. Đúng là vào nhà cháu nhắc chồng thấy là biết có bùa này bùa kia đang giấu ngầm vào đâu đấy. Nếu không phải là bùa gián thì khả năng con mèo đó là một dạng bùa thật. Bùa mèo được nhiều nơi tin dùng, cái này là chuyện có thật. Chuyện mèo môn nhảy từ bàn thờ hay là nhảy qua quan tài cũng là điểm gở. Cái gì đúng bác cũng sẽ thừa nhận. Có vẻ bà thầy của cháu cũng cao tay. Chỉ là họ tin vào tà giáo nên không có tí tích cực nào gửi được cho mọi người. Họ sẽ lợi dụng những người yếu vía, trục hồn, nuôi năng lượng xấu của họ để luyện ngài luyện quỷ. Cháu nên thấy may mắn vì cháu đã không bỏ mạng vì một con mèo. Xưa chết vì bùa một mạng, cháu đã có thể chết vì suy nhược hô hấp. Đàn ông con trai cần tỉnh táo và mạnh mẽ lên. Hàng đêm bác họ khuyên tôi chỉ chú đại bi. Buổi sáng tôi bắt đầu làm quen với ngồi thiền chánh niệm. Và tôi bắt đầu quen với việc không run sợ với những ai đó có thể lượn qua lượn lại dưới vườn. Tự dưng hai hôm gần đây không thấy Thơm gọi điện. Tôi cũng hơi lo lắng, nhưng mà nhớ lời của bác không để cho những nỗi lo âu làm hỏng quá trình hồi hướng, tôi không dám gọi cho Thơm. Sau đó một người bạn của tôi báo Thơm đã tai nạn trong một vụ chở hàng. Người nhà đang tìm cách để nhờ người lo hậu sự cho cô ấy ở bên này, do không dễ dàng đưa thi thể về Việt Nam. Tôi liền thở dài rồi đem chuyện kể cho bác họ nghe. Bà ấy lúc nào cũng vậy, mỗi lần tôi bật cam trò chuyện cũng thấy bà đang chuyên trả. Cô gái đó không đủ can đảm vượt qua những sân hận, bùa đã át sinh khí và khiến cô ấy ra đi đau đớn. Bác mong rằng con sẽ kéo dài được tuổi thọ hơn một chút để về kịp gặp bố. Đừng nghĩ đến chuyện giết hại con mèo, vì con mèo không phải mầm mống của bà sự, là do ý niệm của con người, là cái vong nhập vào nó. Không nghĩ nó là vong, nó chỉ là con mèo. Nghĩ nó là vong, mèo nào cũng có vong. Để chắp tay xá xá bác họ mà mắt cay xè, ngày giây phút này đây tôi cũng không đến viếng đám bạn của mình được. Một người bạn tốt đến thế nhưng mà cũng khó lòng nào tuy hy sinh vì bạn mà quên đi gia đình. Trước việc lựa chọn hy vọng để mà có thể sống thêm một thời gian và việc bước ra khỏi căn nhà được thanh tẩy thường xuyên, tôi đã chọn hy vọng. Tôi tắt máy điện thoại và tự vững tâm hồi hướng mà không tiếp xúc với bất kể ai, kể cả bác họ. Quỷ bắt đầu cất tiếng, tôi đã có khả năng nghe được rõ của tiếng chúng trò chuyện ở ngoài cửa sổ. Khoảng 2 giờ chiều khi mà mùa xuân bắt đầu đến với nơi này, chúng nhầm và lũ chim và côn trùng bắt đầu oán thán. Có rất nhiều thế hệ người Việt đã gieo tới cho bà thầy năng lượng xấu, cho nên bây giờ lũ quỷ cũng đang rỉ rích trả lại những câu chuyện bài ca cũ. Tôi nhận ra dù là vong tốt hay xấu, người ta cũng đều có ước mơ siêu thoát, chỉ là cách họ lựa chọn là khác nhau. Giá mà bác hai của tôi không cần trả đũa, bác đã siêu thoát và đầu thai vào một kiếp tốt hơn. Thay vì bây giờ mèo dẫu có kêu đến vạn tiếng, bố tôi cũng nào có hiểu chuyện. Từ sợ hãi tôi bắt đầu đỡ lấy những con chim bị thương trên mép cửa, chăm sóc và thả chúng đi. Những con chim bị quỷ nhập mắt đỏ lòm, màu máu bá trầu thấm hơi ngả tím. Nếu là tôi của trước kia tôi đã rất kinh sợ, không thể tin nổi tôi đã đang sống cùng với bọn quỷ. Chúng có mặt khắp nơi, có những đứa chui cả vào bình hoa. Khi tôi ăn cơm rau dĩa và pizza bay lượn qua lại trên bàn, vòi nước không ai dùng tự động mở van, nguy hiểm nhất là bếp từ, lò sưởi tự bật, tôi có nguy cơ bị chết cháy ngay trong chính căn nhà này. Tôi đoán bọn chúng là vong nhi, tôi thử mua đồ chơi về bày ra nhà bếp thì thấy yên hơn. Đừng thêm vài tuần đồ chơi từ sàn có thể nhảy lên tủ. Những điều này ngỡ chỉ có trên phim Hollywood, nhưng mà mọi thứ đang diễn ra trước mắt của tôi. Cách đây không lâu tôi có nghe người ta đồn ở bệnh viện Saint Paul Hà Nội, có các chuyện các y tá ăn cơm trưa mà đũa thìa cũng tự di chuyển. Tôi cười xòa bảo như vậy ai còn dám đi vào phòng xác. Giờ thì tôi hiểu người ta có lẽ không rảnh rỗi để đi bị chuyện. Đồng ý những câu chuyện tâm linh lưu truyền trong dân gian hay được thêm thắt cho kỳ bí, nhưng mà cũng như virus, chỉ khi nhiễm bệnh hoặc sát gần bệnh nhân
chúng ta mới thấy sợ. Virus như là vong, không nhìn ra vong thì ai mà tin. Người ta vẫn sẵn sàng đổ cả bạc triệu để cúng bái và trở thành con rối của những tay thầy bài tà đạo. Tôi mua cây về trồng và phát hiện ra người lén chăm tưới cho bọn cây. Sau vườn tiếng khúc khích cười không ngớt, rõ là tiếng người, nhưng ra tới nơi chỉ thấy có bọn thú. Chúng không sợ người, cứ nhìn tôi chân chân. Khi tôi vứt cho ít bánh vụn thì bọn thú nhỏ leo lên đọt cây. Tôi có linh cảm mình không bị làm hại, trái lại sẽ có cơ hội về được Việt Nam sớm. Khi bình tâm lại được, tôi xin một công việc làm vườn. Bác họ và cả bố tôi đều rất vui. Tôi cũng không còn cảm giác sợ hãi khi con mèo bố ôm cứ nhìn thẳng vào mình nữa. Tôi coi nó như một phần của bác hai và chiều mến nhìn nó, nhớ về những ngày cũ được bác cho đi thả hoa đăng, đi nhặt tiền rơi ở điện mẫu. Để có thể trở lại làm cho vườn cây, tôi phải tham gia khám tổng quát, bao gồm cả việc test Covid và tiêm thêm vaccine. Mọi thứ đều ổn cho đến khi bác sĩ nói tôi đang có một số vấn đề về tim mạch. Bác sĩ nói có thể trước kia tôi từng để nhịp tim của mình rối loạn, cho đến bây giờ tim yếu và phải đối diện với nguy cơ đột quỵ. Bác sĩ khuyên tôi không nên làm việc nặng. Điều mà tôi lo sợ rồi cũng phải tới, cái chết bất đắc kỳ tử của lá bùa một mạng có lẽ phải đến lúc có tác dụng. Tôi sẽ không chạy thoát được, dù có hồi hướng như thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà điều khiến cho tôi vui vẻ nhất là bố vẫn còn đang được ở cùng một người bố thương. Không rõ bố có đang linh cảm được điều gì ở con mèo kia không, rằng bác hai vẫn thực sự nặng lòng vì bố. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.